Từ tối qua tới giờ có ai nhìn thấy hai cha con anh Mô không? Dạ không ạ. À, không thấy anh. Cha con anh Mô đâu có ai thân thiết đâu, chỉ có bà Chắc Mù nè, mà nhà bả ngay đây à. Mà bình thường cha con anh Mô chỉ có ở nhà thôi à. Tôi nghĩ cha con Mô gù không có sao đâu. Nhìn bộ dạng anh kìa. Anh về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Ở đây á có tôi lo được rồi. Khi nào có manh mối gì á tôi sẽ điện thoại báo cho anh biết. Tôi ăn mặc lượm thượm vậy, thảo nào người ta không nhận ra tôi. Có gì anh gọi cho tôi biết nghe. Tôi biết rồi. Thôi bà con giải tán hết đi. Xảy ra sự việc này tôi và bà con ai cũng đau lòng hết. Dạ. Nhưng bây giờ chỉ biết trông chờ vào công an thôi. Ôi thằng ghẻ ơi. Ôi trời ơi, sao lại ra cơ sở này. Bà ơi, bà đi ra em. Bà nằm bình tĩnh đi. Bây giờ hai cha con Mô mất tích thôi. Đợi công an họ làm việc như thế nào rồi tôi báo cho bà biết. Bà đừng có làm ồn, sẽ ảnh hưởng tới họ. Rồi làm sao mà tìm ra được người trời, trời đất ơi. Nhà thằng Mô cháy hả? Trời đất ơi, cháy dữ vậy chắc hai cha con chết ráo rồi. Nè nè nè, mời bà đi ra chỗ khác để cho công an làm việc. Người ta đang khám nghiệm hiện trường còn chưa có kết quả mà đã tung tin đồn nhảm rồi. Tung tin gì chứ? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Làm gì thế ghê vậy? Tôi nói đi ra chỗ khác, không nhiệm vụ miễn hỏi. Nè, cậu mời bà con giải tán hết đi, không cho ai sớ rớ đây hết. Dạ. Rồi mọi người giải tán đi, để cho công an người ta làm việc. Giải tán đi, giải tán đi. Đi, làm gì thế ghê. Rồi đi công an làm việc. Thôi đi, đi, đi. Phật, thiệt là tội nghiệp cho cha con của thằng Mô quá. Lúc cháy nhà bà không có nghe thấy gì sao? Có nghe là cháy nhà, nhưng tôi đâu có ngờ là cháy nhà của thằng Mô đâu. Nhưng mà thường ngày á, thằng Mô hay gửi con bé bên này, tại sao hôm qua nó không gửi? Thường ngày thì nó đem con bé qua gửi bên tôi, nhưng hôm qua tôi không có thấy cha con nó. Tại sao hôm qua không chịu gửi luôn không biết? Tôi cũng không có biết. Tôi cũng đang lo cho cha con nữa. Con chỉ hỏi để biết thêm thông tin thôi. Thôi bà nghỉ ngơi đi, con xin phép về. Dạ chú về. À dạ, đi lẹ ra đi. Bây giờ tìm ở đâu trời? Mày á, đi xuống dưới suối tìm người ta đi, lẹ lên. Còn mày vô trong kia tìm đi, tìm rộng rộng ra. Trời ơi, giờ này ai điện vậy? Dạ em nghe chị Hai ơi. Em đang đi tìm ổng nè. Đừng có gọi nữa, gọi gì gọi hoài vậy. Từ từ có em gọi báo cho. Mày kiếm ổng lẹ coi, ông đi đâu mất tiêu vậy? Dạ em biết rồi chị Hai, em đang đi tìm nãy giờ muốn chết luôn á. Có cái báo chị Hai liền, làm ơn đừng gọi nữa nha. Dạ. Trời ơi, cái thằng này chưa có nói hết gì chứ. Có khi nào ông hút nhà thằng Mô xong ông bỏ trốn từ hôm qua tới giờ không? Trời đất ơi, lại trời lại vật, chống được có dính vô chuyện này không thôi là chết luôn á. Thank you.
Có sao không con? Dạ có sao không con? Dạ dạ không sao. Dạ, xin lỗi con nha. Uống nước đi con. Hạt dẻ cũng thông minh sáng dạ lắm cô Hồng. Mà đi học được cô giáo khen suốt à. Vậy hả? Dạ. Ủa mà sao cái đợt này cô Hồng về chơi bà Năm ít vậy? Thiệt ra là tôi bận dữ lắm. Dạ. Tại nghe dì Năm bệnh nên tôi tranh thủ về, nên không có về được nhiều ngày hết. Dạ. Tôi có ghi số điện thoại với địa chỉ của tôi ở trong này nè. Hễ mà dì Năm tôi có chuyện gì không hay thì anh gọi cho tôi liền nha. Dạ, cô Hồng yên tâm. Dạ. Thôi tôi đi về ha. Để tính qua chơi với Hạt Dẻ mà nó ngủ mất tiêu rồi. Đợt sau mà tôi về được nhiều ngày thì tôi ở chơi lâu hơn. Dạ. Thôi cô Hồng về đi, về chừng nào nó dậy tôi bồng qua bển chơi cô Hồng. Dạ, dạ. Hả? Cha Mô, cổng con, cha Mô có mệt không? Để con đi xuống, đi bộ với cha Mô. Cha Mô không có mệt. Dạ có buồn ngủ không nè? Dạ không. Nhưng mà dạ em ơi, tranh thủ ngủ chút đi nha. Chừng nào tới nơi cha Mô kêu. Tôi coi trên mạng á, người ta nói đặt tên cho con phải theo phong thủy, rồi phải theo ngũ hành tương sinh tương khắc. Tôi định mai mốt tôi đẻ xong, tôi nhờ thầy đặt tên cho con luôn. Tôi không cần con tôi quyền hành hay giàu sang gì hết á, tôi chỉ cần nó bình an, vô sự cả đời là được rồi. Ông Hào,